Đã đỡ lại may mắn bán nha. Ok. Ok em, và bây giờ chúng ta sẽ giao dịch đồ cho những ông anh trong bang này mà. Đây. Ở cái batch 18 thì tổng lại xếp đồ thì sẽ được những cái món VIP như sau cho anh em xem sơ qua. Đầu tiên đó là một cái ngọc bội 2230 sinh lực nội lực. Ngọc bội này bán chắc được 1 đến 2 kim. Đó, hai cái nói 1 đến 2 kim, cao lắm được 3 kim. Ngọc bội này làm trong 40 thực sự là bán được giá lắm, cao lắm 1 kim nè. 1 kim ở đây là khoảng 70.000 nè. Rồi, ngọc bội này cũng dài 1 đến 2 kim. Rồi, ngọc bội này thì ngon nè. Ngọc bội này thì sinh lực nội lực làm trong 40. Thì sinh lực 100, nội lực 114 thì bán cũng được lắm từ 5 đến 10 kim nè. Khoảng 300.000 cho đến 600.000. Đó. Ở cái bát này 18 này thì cũng khá được đồ. Rồi cái 18-40 này thì sinh lực lượng khá ok. Nếu mà bán thì chắc cũng được từ 2 kim đổ lên. Đó, 2 kim, khoảng 150 Việt Nam đồng. Nhẫn này cũng vậy nè, nhẫn này thì sinh lực lực làm 140, sinh lực 60 và làm nội lực 62 thì cái này thì đạt mốc nè. Thì nó cũng tầm 5 đến 10 kim, thì khả nghĩ nó cũng tầm 3 đến 600 nghìn. 5 đến 10 kim, tầm giá này tầm đó thôi nè. Hồi trước thì những vật phẩm trước thì nó mắc ở cái chỗ là tại vì mua một con bot nó tầm 800 cho đến 900 xu một con. Mà bây giờ thì nó giảm một nửa rồi nè. Một con bot nó giảm một nửa tiền rồi. Nên là những vật phẩm ra nó cũng tầm giảm một nửa tiền lận nè. Đó, những vật phẩm nó ra những này cũng giảm một nửa tiền luôn. Buôn bán hơi hiếm nè. Rồi ok. Rồi với một ngọc bội may mắn 9. Đó. Đặc biệt ở cái batch trên này thì cái ngọc bội may mắn 9 này thì anh Long đang nhờ Khải bán giùm. Thực sự ngọc bội quá normal server luôn. Đó là không nói cái ngọc bội đồng sắc nha. Ngọc bội đồng sắc của Khải 25 không nói rồi. Còn cái này là thiệt sự là ngọc bội xanh mà bán 9 này mà. Thiệt sự quá chất luôn. Đó. Rồi anh Lâm gửi bán dung ok. Ngọc bội này bán bèo lắm được 3 triệu nè. Bèo lắm được 3 triệu. Ừ. Rồi ok. Rồi giao dịch anh Lâm ơi. Tiếp theo này Nai ơi, giao dịch Nai. Rồi. Anh Nai được mỗi cái nhẫn không? Nai được mỗi cái nhẫn. Đây, không mà. Không ra là nay ra chỉ sai chứ. Nhẫn kim này cũng được này, nhẫn kim này cũng được, kháng độc 22, nỗ lực và sinh lực 83, quá đẹp luôn. Những này hỏi ông Hải đây, đổi qua đổi lại, đâu ông Hải cũng đưa cho mình sao? Cây ngọc bội 25, nỗ lực 120, rồi nhẫn 130, rồi nhẫn 130, này thì không thua, này 40 thì được, 30 thấp quá. Rồi, về bờ đúng một cái nhẫn làm 140, sinh lực 147, thông pháp 12 và làm 140. Phục hồi thể lực 9 điểm, nhẫn này thực sự bán cũng từ 5 đến 10 kim đó. Rồi, tiếp theo. Cái này thì cho quay quái này, quay quái tạm còn con lồn lấy thời gian chúng độc 40 quay quái đó. Cái thứ hai quay quái luôn, nhẫn độc 40. Đó. Này nhẫn 15 20 tầm trung rồi, bán được vài trăm xu thì bán. Rồi cái này 20 kháng hỏ, 20 chón, sinh lực nội lực cũng ngon ấy. Cái này mà chuẩn năm hành của những thằng mà đi vũ khí chứ quên, đi bao tây với cái ngọc bội thủy cho kháng hỏ thì bác cũng được 1 đến 2 kim. Sức lực đẹp quá. Rồi cái này làm 120 cũng vứt thôi, không có gì hết. Rồi ok. Đó, tổng bát 518 thì những vật phẩm như vậy thôi nè. Đó, thực sự là hai món đẹp nhất. Hai món này. Đó, hai món này đẹp nhất. Rồi ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi sang tiếp tục những bot đạn như là bot khác anh em ơi. Bây giờ là coi bot 27 23 23, bot này sắp hết hàng, bị quýnh em mình là hết hàng anh em ơi. Ngày mai hết hàng nè. Rồi sắp hết hàng nè. Rồi ok. Và anh em xem video tổng hộp bot 58 này, đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và đừng quên cho một đăng ký kênh ủng hộ nha anh em ơi. Rồi cảm ơn em rất nhiều, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha anh em.